Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ryan Long Fitness. Thì ngày hôm nay mình sẽ dành thời gian ngồi hỏi đáp với các bạn để trả lời tất cả những cái thắc mắc của các bạn, rất là nhiều những thắc mắc trong video bí quyết tập vai to. Rồi, video này đang có 156.000 lượt người xem. Thì hiện tại chúng ta sẽ có rất nhiều câu hỏi dành cho những thắc mắc. Rất nhiều bạn thắc mắc nhiều vấn đề trong video này. Các bạn có thể đón xem video này trên kênh YouTube của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những câu hỏi liên quan đến video này nha. Rồi, ok, câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Nhân Phạm, đó là bị gãy xương đòn thì có tập vai được hay không? Rồi, đầu tiên xương đòn là cái xương ngay đây nè. Ngay chỗ đây nè. Nó nối liền giữa, nó là một cái xương nó giữ cái phần trung tâm giữa cái cột sống và cái phần cơ khớp vai của các bạn. Cơ khớp vai là cơ nâng ở phía bên chỗ này. Thì cái phần xương đòn là phần trung tâm. Về quy tắc là khi mà các bạn nâng thì cái phần đó nó sẽ chịu lực rất là lớn. Nhưng câu hỏi của bạn Nhân Phạm là gãy cái xương đòn này thì các bạn có tập được không? Nếu mà trong trường hợp bạn mới gãy thì chắc chắn là bạn sẽ không thể tập vai, và mình không khuyên các bạn nên tập vai trong thời điểm đó. Rồi, các bạn hãy lưu ý là nhưng với theo thời gian khi mà các bạn đã gãy đó, các bạn đã được phẫu thuật, các bạn đã phục hồi ở một mức độ nhất định rồi, thì mình khuyên là các bạn dành thời gian tập nhẹ và tăng dần lên ở các mức tạ, đặc biệt với những bài đẩy để sau đó đến bài nâng ngang lên. Tất nhiên là tập nhẹ và tăng dần lên, nhưng các bạn phải lưu ý là các bạn cần có cái sự phục hồi rõ ràng, cũng như là được cái sự tư vấn kỹ của bác sĩ, là bác sĩ cho phép bạn là cái vai của bạn, cái sự độ gãy xương đó nó đã phục hồi rồi và bạn có thể bắt đầu tập luyện được, thì bạn nên tập luyện từ cái thời điểm đó. Còn nếu mà bác sĩ nói là cái xương bạn đi khám, bác sĩ nói là cái xương đó còn phải còn bó bột dài, cái xương đó còn phải tập vật lý trị liệu, mà bạn vẫn ráng bạn bưng cái cục tạ 20-30 kg lên bàn tập, thì cái đó là xác suất bị tai nạn, hay là cái vết thương nó bị rạn xương, hay là vết thương nó không kịp phục hồi và nó tiếp tục gây tai nạn cho bạn là điều chắc chắn. Rồi, hy vọng bạn có quyết định sáng suốt trong cái lựa chọn này. Rồi, câu hỏi thứ hai là đến từ bạn Đức Nguyễn, là bạn hỏi là tập superset thì có tăng cơ được hay không? Tập superset là như thế nào? Tập superset nghĩa là một cái hiệp tập lớn, nó kết hợp khoảng 2 bài tập. Ví dụ như là trong cái video này mình có thể kết hợp giữa việc tập kéo lưng và vô nhóm cơ cầu vai, kết hợp với cùng lúc mình đẩy. Sau đó nghĩa là vừa mới kéo lưng xong, tập cái cơ cầu vai xong, bạn vào bạn đẩy luôn tạ đơn hoặc là tạ đòn, rồi bạn tập cái cơ bả vai, thì điều đó nó hoàn toàn có thể giúp bạn phát triển cơ, đồng thời nó giúp bạn còn kích thích cơ hiệu quả hơn. Bởi vì sao? Ví dụ như là khi bạn tập riêng lẻ một bài tập cho một cái nhóm cơ vai đẩy thì cái khoảng thời gian bạn nghỉ nó sẽ tương đối dài. Điều đó dẫn đến việc là cái oxy của bạn nó được phục hồi nhiều, nó được tái tạo nhiều. Khi bạn vô đẩy bạn sẽ đẩy được nhiều hơn. Nhưng trong cái trường hợp bạn tập liên tục hai cái nhóm bài tập cùng một lúc, cái oxy của bạn mất đi và bạn sẽ phải thực hiện một cái bài tập đó trong cái trường hợp là oxy của bạn nó ít hơn trạng thái bình thường, nó dẫn đến việc là bạn sẽ mau mỏi hơn và cơ của bạn được kích thích nhiều hơn. Nó đồng nghĩa với việc là đây là một cách tập hiệu quả, nhưng nó yêu cầu bạn còn phải có cái nền tảng thể lực, nghĩa là cái khả năng tim mạch của bạn nó bơm máu và nó bơm oxy ở mức nào. Bạn muốn cải thiện việc này là bạn nên dành thời gian tập chạy bộ, chạy bền, chạy rốt để gia tăng, nhảy dây để gia tăng khả năng tim mạch của bạn, thì bạn có thể thay đổi nó hiệu quả hơn. Rồi, chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Diệp Lê. Bạn hỏi giống tương tự như bạn Nhân Phạm, là bạn hỏi là gãy tay thì có tập gym được hay không? Đúng rồi, câu hỏi này giống với câu hỏi là bị gãy xương đòn. Khi mà bạn bắt gặp bất kỳ một vấn đề về bị chấn thương vì trong tai nạn trong cuộc sống bình thường, bạn cần phải nghỉ ngơi cũng như tham khảo ý kiến bác sĩ để biết được là bạn có thể tập luyện được hay không. Bởi vì khi mà bạn nâng một cái cục tạ nào đó lên hay một cái trọng lượng tải, bạn cần một cái sự bình ổn ở mức bình thường về khung xương của bạn nó đủ sức chịu lực hay không. Nếu mà nó mới phục hồi, nó chưa đủ sức chịu lực, thì mình khuyên bạn là không nên tập. Có rất nhiều cách tập vật lý trị liệu để phục hồi sau đó. Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trong trường hợp này nha. Rồi. Rồi, bạn này thì hỏi là nên ăn. À, bạn Dũng Hà Thanh có ý kiến là nên ăn nhiều tập ít, chứ nếu mà tập theo những cái clip mà anh hướng dẫn á, thì sẽ chết. Chết to luôn. Suy nghĩ. Anh chưa hỏi vấn đề, chưa hiểu cái câu hỏi này là nên ăn nhiều tập không, ít. Ý là bạn nói á, là với ý của bạn là bài tập anh ra thì quá nặng, nếu mà ai tập xeo thì chết ngay lập tức, nên là nên ăn nhiều và tập ít thôi.
Đây là Vũng một Hà Thanh. Đây là một cái câu câu cái nhận định mình anh cho là nó có một cái sự gì đó nó hơi chủ quan và ý kiến cá nhân. Tại vì mình nghĩ thế này nè các bạn, là khi mà mình đưa ra một bài tập, mình đã tính toán và mình đã nói trước trong video là cái bài tập này sẽ không thể phù hợp với tất cả mọi người. Có rất nhiều người có nền tảng thể lực, bạn không thể nào bạn vấn đề thế này nè, là cái sức mạnh và cái sức thể lực của mỗi người mỗi khác nhau. Ví dụ như người có thể hít đất chỉ 20 cái, nhưng người có thể hít đất 100 cái, thì bạn không thể nào bạn áp dụng một chế độ, một lịch tập của một người có khả năng hít đất trên 100 cái cho một người có khả năng hít đất chỉ 20 cái. Và ngược lại cũng như vậy, tại vì người A đó họ sẽ thấy quá nhẹ, hoặc là người B họ sẽ cảm thấy là quá nặng, hoặc là không phù hợp. Nghĩa là cái lịch tập nó phải được xây dựng dựa trên cái mức tạ, giống như mình có thể tập vừa nâng như thế này 10 kg, xong mình vô mình đẩy như thế này cỡ 27 đến 30 kg. Nhưng nhiều bạn sẽ không thể tập, hoặc tập như vậy nó rất nguy hiểm, hoặc là bạn cảm thấy là nó mệt, nhưng bạn muốn mệt xỉu luôn, mệt muốn chết toi luôn. Cái vấn đề ở chỗ là nó phụ thuộc vào việc là bạn đã tập luyện được bao lâu, nền tảng thể lực của bạn như thế nào, cái khả năng hô hấp, cái khả năng thăng bằng khối lượng cơ trên cơ thể của bạn như thế nào. Mình không khuyến khích các bạn tập theo mức tạ của mình ngay khi các bạn xem video của mình, bởi vì một là mình tập luyện lâu, thời gian con tập luyện của mình cũng khá là lâu. Hai là mình tập luyện mình kiểm soát nó và mình biết được là sức mình tập như thế nào. Tại vì nếu mà bạn có thể thử như thế này, là nếu mà bây giờ mình cầm cục đá 10 kg, mình bình tĩnh mình nâng lên, rồi cầm cục đá 10 kg mình lên xuống gì cỡ 10 cái mà mình chỉ hơi thở dốc nhẹ, thì mình có thể tập được liên tục. Nhưng mà khi trong theo cái bài tập của mình, còn nếu bạn thử cái mức tạ của mình mà 10 cái bạn chỉ nâng lên được cỡ 1 hay 2 cái bạn cảm thấy quá đuối, thì bạn không nên thử tập theo cái mức tạ mà mình đang tập trong video, mà bạn nên tập cái mức tạ nó nhẹ hơn cái mức tạ đó khoảng bằng một nửa hoặc là 1/3, thì nó sẽ an toàn và phù hợp hơn với bạn. Còn chuyện mà ăn nhiều tập ít thì mình không thật sự là khuyến khích nữa. Ở đây chúng ta là ăn, muốn cơ thể đẹp các bạn cần ăn đủ và tập đủ, nghĩa là bạn ăn đúng cái lượng mà nó phù hợp với cái lượng của bạn tập, thì cơ thể của bạn sẽ gọn gàng cân đối. Còn nếu ví dụ như thật sự giống như bản thân mình đi, cho dù mình có thể tập rất là nhiều, một buổi tập mình có thể đốt 1000 calo trong cỡ 45 phút, nhưng mình cũng không thể ăn quá nhiều. Ví dụ như mình ra ngồi tiệm thì mình cũng chỉ có thể ăn gói gọn trong một tô phở, một phần đồ ăn cỡ 30 đến 40 ngàn thôi, không thể ăn được 2 phần. Vấn đề ở đây là với những người mà tập luyện lâu năm, khả năng hấp thụ và trao đổi chất của họ hiệu quả hơn, họ cũng ăn như bạn, nhưng cái khả năng mà họ sử dụng cái nguồn năng lượng đó nó hợp lý hơn bạn và nó tối ưu hóa hơn bạn. Còn nghĩa là nếu mà bạn muốn cơ thể trở nên thon gọn và đẹp hơn á, thì bạn còn phải tập luyện đủ lâu để bạn có thể tận dụng tối đa năng lượng, để khi đó bạn không còn phải ăn quá nhiều, nhưng cơ thể của bạn hấp thụ đủ năng lượng để bạn có thể tập luyện rất tốt. Rồi, đến câu tiếp theo của bạn Kênh Của Quyết, thì bạn hỏi là xô và vai thì phải tập chéo lịch chứ sao lại tập chung một buổi như là anh hướng dẫn trong clip được. Rồi, đây là một trong những cái sự khác biệt nhau. Thực chất á, nó như vấn đề như thế này: cơ xô là nhóm cơ lưng rộng như thế này, cơ vai là nhóm cơ ở đây, còn đây là nhóm cơ cầu vai. Nghĩa là mình nghĩ là bạn có một sự hiểu lầm trong cái bài Barbell Crawl, là cái bài mình giật tạ đòn, mình kéo lên như thế này. Với cái góc độ của mình á, là khi mà cái bài tập đó mà cái lưng của bạn gập xuống ở mức độ này, thì cái phần thắt lưng và phần cơ lưng giữa của bạn kéo lên nó chịu lực vào, thì đồng nghĩa với việc là nó sẽ vô cái phần cơ lưng giữa của bạn rất là nhiều và nhiều hơn. Nhưng khi mà bạn dựng, bạn kéo, bạn đẩy lên ở phần phía trên nhiều hơn, bạn dốc người bạn đứng, cái góc độ cái lưng của bạn nó gập khoảng tầm 15 đến 20 độ so với cái mặt đất thôi, thì đồng nghĩa với việc 15 so với cái phương trục thẳng vuông góc xuống mặt đất, nghĩa là bạn không gập lưng xuống nhiều quá thì cái phần cơ cầu vai của bạn á, nó chịu lực nhiều hơn. Đồng nghĩa với việc á, là em mở cái động tác nó lên cái phần chỗ đây, nó rơi vào đây đó, cái phần đầu tiên á, cái bài đây nè, chỗ này nè, này để anh mở cho đây, với cái bài này nè, bài Barbell Row à. Có rất nhiều cách tập cái bài này nha các bạn. Đây, các bạn có thể mở xem cái phần bài này mình, đây là một cái bài kéo. Rồi, đây, các bạn có thể thấy là với cái góc độ này mình giữ cái người của mình nó khá là cao, thì khi mình giữ người ở góc độ hơi cao như vậy, nó vô phần cầu vai của mình nhiều hơn. Nhưng mà nếu cũng cái lưng này á, mà mình gập người xuống á, thì nó sẽ vào cái nhóm cơ lưng giữa của các bạn nhiều hơn. Góc độ nó quyết định.
cũng như là cùng một cách tập, nhưng mà khi mà các bạn tập quen rồi, cái sự cảm nhận cơ hay cách các bạn dùng nhóm cơ nào để các bạn tập, nó sẽ quyết định nó vào nhóm cơ nào của các bạn nhiều hơn nha. Rồi, bạn có thể về bạn thử lại cái động tác đó. Chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Rồi, anh tự đọc luôn đi. Câu 6. Hồ Khương. Câu hỏi 6 thì cho mình hỏi là tại sao cái bài Barbara vào ngày tập 3 này nó có tác dụng gì? Thì giống như câu ở trên mình nói, cái bài Barbara nó có tác dụng là vào cơ cầu vai nếu mà bạn giữ người bạn thẳng. Còn nếu mà bạn gặp người xuống mà bạn dùng cơ lưng giữa bằng kéo thì nó vào cơ lưng giữa. Rồi. Rồi, chúng ta quay qua một cái vấn đề khác. Rồi, câu hỏi của bạn Thanh Bùi Trần cũng như các bạn mới tập đó là, các bạn hỏi là nếu tập từ nặng đến nhẹ thì cơ bắp có thể to được hay không? Là câu hỏi của những bạn mới tập thường gặp. Rồi, thật sự là khi mà bạn mới bắt đầu tập luyện, mình cũng khuyên các bạn là nên tập từ nhẹ tới nặng. Bởi vì khi mà bạn mới vào động tác, có những điều bạn cần phải làm quen rất là nhiều. Không nên bắt đầu ngay nên việc là tập nặng, hay là thấy người khác tập được mức tạ nặng thì bạn bắt đầu bạn lao vào tập nặng luôn. Một là bạn không kiểm soát được, nó dẫn đến việc nguy hiểm. Hai là kỹ thuật của bạn chưa đủ để kiểm soát ở mức tạ nặng, nghĩa là bạn tập không tác động vào nhóm cơ bạn cần tập mà tác động vào rất nhiều nhóm cơ khác liên quan, ảnh hưởng đến cột sống hay thắt lưng hay là những cái vấn đề về thần kinh xương khớp của bạn, điều đó làm cái tâm lý nó. Thêm nữa là khuyên là bạn nè, hãy lựa chọn mức tạ phù hợp, bởi vì khi mà bạn muốn xây dựng cơ bắp, bạn cần một khoảng thời gian tập luyện dài. Nó dẫn đến việc là nếu mà khi bạn mới bắt đầu tập luyện, bạn gặp thất bại hay bạn không thực hiện được một mức tạ như những người tập luyện lâu năm, bạn cảm thấy tinh thần nó rất là chán, rất là nản, bạn dễ dàng bỏ cuộc, bạn hãy lựa chọn mức tạ phù hợp với chúng, với các bạn, với chính bản thân mình, và tăng dần nó lên nha các bạn. Rồi, bạn Việt Anh Phạm hỏi là tại sao press lên lại không được thẳng tay và phải khóa vai? Rồi, chúng ta thấy là khi mà các bạn đẩy cái tạ đòn, đẩy cái tạ đơn đi lên như thế này, mình khuyên các bạn là không nên khóa giữ cứng cái vai chịu lực và thẳng duỗi hết cánh tay lên như thế này, bởi vì các bạn nên nhớ là đây là khung xương của bạn và các khớp nó nằm ở vị trí 1, 2. Rồi, khối lượng mà nó chịu lực á, cũng như cái sức căng bề mặt á, nó phụ thuộc vào cái khối lượng cơ. Nghĩa là khối lượng cơ á, nó ở mức độ gì thì nó vẫn còn chịu lực, nhưng khi nó được duỗi ra hết á, bạn cảm nhận như nó giống như cái dây chằng kháng lực trong một cái cần trục vậy đó. Thì khi chịu áp lực lên cái cần trục đó thì nó phải có một cái sự kháng lực của cái khối dây chằng đó, nó rất là êm thì nó sẽ vẫn chịu lực, nó sẽ vẫn chịu kháng lực. Cũng như là, nhưng mà khi mà bạn đẩy hết cái khối dây chằng đó, một là bạn khóa khớp cẳng tay như này duỗi hết ra, thì cái lực nó dòm căng hết cái bắp tay của bạn, và bắp tay của bạn chịu lực rất là lớn. Bạn đẩy vào, bạn đẩy thẳng như vậy nó rất là nguy hiểm. Bởi vì khi bạn đẩy thẳng lên như thế này, cái tạ nó rất là mất thăng bằng và nó không còn chịu lực nữa. Bạn chỉ cần đẩy lên ở mức độ này thôi là cái tạ nó vẫn còn chịu lực được. Nó chịu lực được nghĩa là nó trong tầm kiểm soát của bạn. Còn bạn duỗi hết ra, bạn mất cái khả năng gồng và kháng lực, nó đưa cái tạ đi, mất cái sự kiểm soát của bạn. Nó dễ dẫn đến vấn đề là tạ rơi xuống trúng đầu người khác chẳng hạn như vậy, hoặc là tạ nó rơi xuống vô người của bạn, hoặc là bạn bị cái lực ngay lập tức của cái tạ nặng nó quẹo, nó bẻ cái khớp vai theo một cái hướng khác, nó gây ảnh hưởng đến cái trục ổ vai. Rồi, còn thêm nữa là khi mà bạn đẩy thẳng lên hết như thế này, cái lực ép vô bả vai, cái bả vai nó giống như bả vai là một cái trục khớp như thế này nè, nó có cái khoảng rỗng. Khi mà bạn đẩy lên hết gì, cái khoảng rỗng hai bên nó ép vô tối đa. Ví dụ như bạn giơ tay lên vậy đi, bạn không còn cầm tạ mà bạn thử đẩy hết lên thẳng gì nè, bạn cảm thấy một cái sức ép vô đây, vô đây thử coi, cảm thấy rất là khó chịu, vô ngay cái vị trí này, thì đồng nghĩa với khi bạn tập nặng cộng thêm khối lượng tạ nặng, nó sẽ gây một sức ép lớn như trong đó, và nó nghĩa là cái góc đó nó quá hẹp mà nó gây ảnh hưởng rất là nhiều, nó dẫn đến việc là vai của bạn nó chưa kịp xây dựng và phát triển, nó đã gặp cái sự tổn thương rất là lớn rồi. Ok, rồi chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Rồi, câu hỏi tiếp theo của bạn Tùng Trần và cũng như tất cả các bạn đã coi clip và đã comment, thì các bạn hỏi là tại sao anh lại sắp xếp cái bài thứ tự bài tập như trong clip anh đã tập, tại sao lại sắp xếp hai bài đầu tiên như vậy? Rồi, cái sự đầu tiên hai bài họ nghĩa là nhiều bạn hỏi mình là tại sao hai bài đầu tiên mình lại sắp xếp giữa sát việc nhau. Sát nhau, như một bài là mình kéo cầu vai, thêm nữa là một bài là mình đẩy tạ đơn. Đôi khi nó là một cái điều của một cái sự ngẫu hứng trong việc là phù hợp, nghĩa là mình không sắp xếp
theo kiểu có rất nhiều cách để các bạn có thể sắp xếp bài tập một kiểu superset. Ví dụ như là bạn, nhưng mà miễn là làm sao nó đừng trùng vào với nhóm cơ của nhau trong một tổ hợp nhóm cơ. Mình nói cái này các bạn hiểu nha. Ví dụ như nhóm cơ vai, bạn có những góc chuyển động, ví dụ sau là kéo từ phía sau kéo lên, nó vô phần cơ thủ vai, nâng ngang phía trước vô phần vai trước, nâng ngang lên bên ha bên hông vô phần vai ngang, hoặc là đẩy. Thì cái mà bạn có thể kết hợp, bạn không thể nào kết hợp hai bài đẩy cùng một lúc được. Ví dụ như là khi mà bạn muốn tập superset, bạn rất khó để kết hợp. Tại vì ở một mức độ nào đó, khi mà bạn tập cô lập vào một cái bài tập theo một cái hướng đó, thì nghĩa là nó mỏi cái nhóm cơ theo một cái hướng đó, đồng nghĩa với việc là bạn sẽ rất khó mà bạn xếp được hai bài đẩy cùng với nhau. Ví dụ không có nào mình đẩy, mình xếp một bài là bạn vừa mình vừa đẩy tạ đơn, sau đó mình xếp luôn vô bài mình vừa đẩy tạ đòn. Nó là một động tác trùng lập cơ, nó không có thời gian nó nghỉ. Bạn hiểu không? Nghĩa là trong một cái nhóm cơ đó, bạn đặt ví dụ khi mình đẩy vào vai, tất nhiên là nhóm cơ vai trước, vai sau hay vai ngang của mình nó cũng tham gia, nhưng cái sự tham gia của nó không đủ nhiều và nó không theo một cái hướng là tác động riêng biệt và cô lập. Nhưng mà khi mình cầm cái bài mình nâng vai trước đi, thì nó sẽ tác động cô lập và riêng biệt nhiều hơn vào cái nhóm cơ vai trước. Nó dẫn đến việc là mình xây dựng hai cái bài tập nó hơi khác nhau một chút, thì mình có thể tập được liên tục và sự tác động vào tổng thể của nhóm cơ vai sẽ nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà bạn xếp một cái lịch tập, một cái bài superset mà nó, ví dụ như bạn vừa xếp xong bài nâng đại đơn vai trước, bạn tầm luôn cái bài nâng miếng tạ vai trước, thì đồng nghĩa nó không hợp lý ở chỗ là hai bài nó cùng là cái phía trước tác động nhiều, bạn sẽ mỏi, nó quá mỏi mà bạn lại không có đủ thời gian nó phục hồi. Ở đây chúng ta muốn sự tối ưu của việc là chúng ta được kích thích nó liên tục nhưng vẫn đủ thời gian để nó phục hồi, để chúng ta tác động đồng đều và đa dạng vào nhiều cái khía cạnh của cái nhóm cơ đó. Rồi các bạn hiểu ý mình ở vấn đề này không? Rồi ok. Rồi câu hỏi của bạn TP Pan là bạn hỏi là ngực còn nhỏ thì có nên tập ngực dưới hay không, là bài đẩy tạ dốc ngược á. Thật ra thì khi mà các bạn mới bắt đầu tập ngực á, mình khuyên các bạn là nên tập đa dạng. Đa dạng ở đây không có nghĩa là bạn tập tất cả các bài tập ngực, ví dụ như là một buổi bạn tập đến 5-6 bài. Mình khuyên các bạn là để tập chắc, bạn lựa chọn ra khoảng tầm 5 bài và bạn tập trong khoảng tầm 8 tuần để nó quen. Quen ở đây là bạn thạo kỹ thuật, bạn có thể tăng được mức tạ với nó. Thì trong đó bạn có thể tập ngực ngang, tập với tạ đòn là ghế ngực ngang, ghế ngực dốc lên và ghế ngực ngóc dốc xuống. Bạn hoàn toàn thể tập được bài này cực kỳ, không quá khó. Quan trọng khó ở đây là bạn phải thật sự kiểm soát và bạn phải ưỡn ngực. Bạn phải ưỡn ngực lên khi bạn đẩy, bạn phải kiểm soát được nó. Bạn không có đẩy quá khớp vai hay là bạn dùng cái lực ăn gian hay như thế nào đó. Rồi, hy vọng là bạn tập được tốt với những bài tập này. Vậy là có tập được cái đẩy tạ dốc ngược hay không? Tất nhiên là được. Bạn Minh Lâm Game hỏi là nếu như mà anh tập tạ đơn đưa qua hai bên, sau đó thì đưa một cục ra trước, thì sức bơ xét đó nó sẽ ăn vào vai nhiều hơn là anh nhồi hai set tạ đơn hai bên, thì có đúng không? Em có đọc lại câu hỏi này cho anh không? Nếu mà như tập tạ đơn đưa qua hai bên, sau đó đưa một cục ra trước superset, nó ăn vào vai nhiều hơn là nhồi hai set tạ đơn hai bên với một mức tạ giảm dần. Rồi, thật sự là cũng ổn. Đó là một cũng ổn là một cách hay, nghĩa là các bạn sẽ tác động được vào vừa ngang, vừa trước, vừa ngang, vừa trước, vừa ngang. Ví dụ bạn tập ngang, bạn tập 10 cái hai bên ta vai, sau đó bạn tập trước 10 cái hai bên vai, đều tác động vào cơ vai của bạn cùng một lúc và nó sẽ tác động rất nhiều. Đó là cũng một cách trộn bài tập thôi. Nhưng mình nói là khi mà các bạn đã nắm được cái quy tắc, các bạn trộn superset bài tập, các bạn có thể phối ra n mũ n lần các cách tập khác nhau. Đơn giản ví dụ option A, chúng ta sẽ tập là bài đẩy vai, sau đó tập với vai ngang. Option B, đẩy vai tập với vai trước. Option C, đẩy vai tập với bài nâng cầu vai. Rồi option D, các bạn có thể tập ngược lại là các bạn tập vai ngang, sau đó các bạn đẩy vai, rồi tiếp tục nữa là tập vai trước, sau đó tập đẩy vai, tiếp nữa là các bạn tập vai trước, sau đó tập vai ngang. Là có rất nhiều option để các bạn có thể tự sắp xếp. Quan trọng là quy tắc là cái sự phối hợp đó nó phải đồng bộ và nó liên tục trong cái nhóm cơ đó khi các bạn muốn tập nó với superset ha. Rồi còn có rất nhiều cách phối superset, ví dụ phối superset với nhiều nhóm cơ khác nhau nữa. Rồi câu hỏi của bạn Anh Khôi đó là nếu mà chưa có ngực thì có tập solo được hay không? Đầu tiên là
vấn đề là bạn nghĩ chưa có ngực đó là bạn muốn cái ngực của bạn bao nhiêu. Mình khuyên các bạn là đừng quá quan tâm tới cái phần cơ ngực của bạn, cứ hỏi mình suốt ngày là tập ngực như thế nào, chưa có ngực như thế nào gọi là chưa có ngực. Mình hơi khó chịu với cái câu hỏi này nha, bởi vì là như thế nào có ngực, ngực 90%, 101%, 102%, ngực như vận động viên đó hình như rất nhiều cách để các bạn được, các bạn đừng đặt ra cho các bạn một cái sự nói chung là một cái khái niệm mà nó làm cho các bạn cảm thấy mình hơi thấp hơn so với mọi người. Các bạn nên tự tin vào bản thân mình hơn. Chỉ cần các bạn, cái ngực của các bạn là vốn dĩ bẩm sinh là cơ ngực của bạn đã có rồi, chứ nó dày hay nó không co dày thôi. Còn ví dụ như nó cảm thấy, thậm chí là nó chưa dày, bạn hoàn có thể tập lưng xô hít xà đơn được. Điều đó rất tốt, tại vì hai đó, hai nhóm cơ đối nghịch nhau phía trước và phía sau, nó hỗ trợ tương đồng đều cho nhau và thật sự rất là tốt nếu mà bạn có thể tập luyện được. Rồi, câu tiếp theo là bài đầu tiên trong clip tập vai to là bài gì và nó có ý nghĩa như thế nào, của từ bạn Chính Bùi và Dũng Trần. Rồi, có cái bài đầu tiên là có thể là bạn xem cái video này của mình chưa rõ. Đầu tiên là cái bài Barbell Row, tức là mình kéo, mình giật cái thanh đòn, nó đi lên như thế này, mình tác động nó vào nhóm cơ cầu vai, mình muốn tác động vào cơ cầu vai trước, sau đó mình mới vô mình đẩy vai. Vậy thôi, nó không phải gì là nó quá rắc rối, là các bạn phải nghĩ là tại sao mình phải tập cái nhóm cơ đó trong cái ngày mà mình tập vai đâu. Bạn Quế Phạm có hỏi là anh huấn luyện viên đẹp trai ơi, cho em hỏi là tập ngực tuần một tuần 2 ngày, những ngày đó bạn nó không tập tay, nhưng mà em tập riêng một ngày tay trước lẫn tay sau luôn có được không? Và một tuần em muốn tập tay như vậy thì 2 ngày có sao không? Sao là được, bạn nếu một tuần mà bạn có thể sắp xếp được lịch để bạn tập ngực 2 ngày một tuần, và cái ngày tập tay bạn có thể tập cả tay trước, tay sau, ok, rất là tốt. Vấn đề quan trọng mình đặt ngược lại câu hỏi cho bạn là khi bạn tập như vậy, bạn cảm nhận cái chất lượng ở mỗi buổi tập như thế nào mới là điều quan trọng, chứ không phải là bạn đề ra một cái lịch tập. Phần lớn mọi người rất nhiều câu hỏi hỏi mình là có thể một tuần tập 2 ngày ngược, 3 ngược hay không. Quan trọng là mỗi ngày đó các bạn tập được đến đâu, các bạn có ghi chép lại hay không. Một cái điều đơn giản của xác suất thống kê hay là cái sự tiến bộ của con người đó là cái chữ viết và giấy bút. Các bạn biết tại sao không? Tại vì nếu mà các bạn không ghi chép lại, mình đố các bạn biết là ngày tập ngực của các bạn tập bao nhiêu bài tập, mỗi bài tập các bạn tập chính xác mức tạ bao nhiêu ký. Ở đây mình muốn khuyên các bạn là khi mà các bạn đã hệ thống hóa và chính xác cái mức tạ ở mỗi hiệp tập, mỗi rep tập và mỗi ngày tập, các bạn sẽ cảm thấy một điều là các bạn sẽ có động lực để vượt qua nó từng cái một. Còn nếu khi các bạn không ghi chép lại, các bạn sẽ rất khó biết được, và cũng như các bạn không tìm ra được cái điểm để các bạn đẩy nhanh cái sự tiến bộ của bạn. Ví dụ như một ngày tập ngực các bạn có tổng cộng là 5 bài tập ngực, mỗi bài tập ngực chắc chắn nó sẽ có một mức tạ khác nhau, đúng không? Chắc chắn ghế ngang nó khác mức tạ của ghế dốc. Bạn nếu bạn ghi chép hết lại, bạn sẽ cảm thấy là sẽ có những khi bạn tăng được mức tạ ghế ngang nhưng không tăng được ghế dốc, hoặc trường hợp bạn tăng được mức tạ ghế dốc nhưng không tăng được ghế ngang, hoặc là trường hợp bạn tăng được cả hai cái thì quá lý tưởng, quá tuyệt vời. Nghĩa là nhiều bạn hỏi mình là tại sao tập ngực á, tập hoài mà không tăng được cái mức tạ. Quan trọng bạn phải ghi chép lại, bạn mới biết bạn tăng được bao nhiêu. Ví dụ như trong một bài tập, trong những bài tập ngực bạn có tới 10 bài tập ngực thì nó sẽ tương đương với 10 mức tạ khác nhau. Nó đồng nghĩa là việc bạn hoàn toàn có thể tăng riêng lẻ từng cái một, chứ không phải là bạn chỉ chăm chăm với mức tạ bạn đẩy ngực ngang nha. Rồi, hãy ghi chú cái điều này, điều này thật sự rất quan trọng đối với các bạn. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo của bạn Tiến Minh là lưng là gì, xô là gì? Thì chị rõ nha, mấy bạn không có phân biệt được á. Rồi, ok. Mình nói luôn là xô là một cái từ tiếng, nó hơi gần lóng giống với cái từ tiếng lóng của ở từ tiếng Pháp, nó gọi là lat, L-A-T-S, nghĩa là nhóm cơ lưng rộng. Đó là nhóm cơ nó nằm ngay phía này nè của các bạn nè. Đó, nó nối ra, nó tạo thành cái thân hình chữ V khi mà các bạn tập. Rồi, còn lưng là nó nằm, hàm ý là bao gồm tất cả những cái khối nó nằm ở phía sau nhóm cơ lưng. Trong cái từ điển quốc tế của cái trang bodybuilding.com, nó phân biệt rõ ra bao gồm đây là nhóm lat, là nhóm cơ lưng rộng. Ở phía giữa của chúng ta là cơ lưng giữa, middle back. Ở phía dưới nhóm cơ lưng dưới là lower back. Ở phía này là trap, là cơ cầu vai, hay còn gọi là đòn bẩy. Thì nó gọi là cơ cầu vai tại vì đây là một cái nhóm để dùng cái sức nó bẩy cơ thể của lên, mình gọi nó là trap, cơ đòn bẩy, chúng ta gọi nó là, cả thế giới gọi chứ,
nó là chart cơ động 7. Điều đó đồng nghĩa với việc là các bạn, khi các bạn phân biệt được rồi thì các bạn có rất nhiều bài tập cô lập và riêng biệt. Thì sắp tới có thể là mình sẽ hệ thống hóa những cái bài tập đó theo những cái tên tiếng Anh chuẩn hơn trên website của mình hoặc là trên YouTube để các bạn có thể biết và các bạn có thể phân biệt được rõ là những nhóm cơ đó tập như thế nào và tập nó sẽ tác động nhiều vào đâu ha. Ok các bạn. Rồi. Câu hỏi của những bạn 16 tuổi, cụ thể là bạn Nhật Nguyễn và các bạn nhỏ nhỏ tầm tuổi đó, thì bạn hay hỏi câu là tập theo những cái lịch của anh, hướng dẫn và clip của anh thì có bị lùn hay không? Nhiều bạn lo sợ bị lùn. Câu hỏi đầu tiên là nếu bạn tập theo thì chắc chắn bạn sẽ bị cao chứ không bị lùn. Tại vì sao? Cơ xương của bạn nó là một cái ống như thế này. Đây, chúng ta có một cái ống xương. Rồi, xương của bạn nó có phần xương đầu dài. Khi phân tích giải phẫu học của bạn, nó có phần hai đầu xương ở đây. Kể cả tay và chân nó đều giống như thế. Ở xương này là một cái dạng cấu trúc sống, nó không phải là cố định. Thì trong quá trình mà bạn phát triển á, nó sẽ, mình sẽ dành riêng một cái khoảng thời gian làm một cái video về xương trong một tài liệu giải phẫu học để mình dạy lý giải với các bạn. Nó luôn luôn có cái sự tăng trưởng. Cái sự tăng trưởng này nó phụ thuộc vào một là vấn đề là cái sự kích thích tố. Nghĩa là những người mà thường xuyên vận động và hoạt động, cái sự kích thích tố, kích thích này nó sẽ tác động vào đó, kết hợp với việc dinh dưỡng, ngủ nghỉ, nó sẽ tác động nhiều vào đó làm thay đổi cái cấu trúc của cái xương này. Và dẫn đến việc là cái xương của bạn nó dài hơn, nó dài hơn đồng nghĩa với việc là bạn gia tăng được cái chiều cao của bạn. Khi mà bạn tập luyện bất kỳ bài tập gì thì nó cũng đồng nghĩa với việc là toàn bộ cơ thể của bạn nó sẽ phải chịu tải. Đồng nghĩa với việc là cơ thể của bạn sẽ phải sử dụng nhiều năng lượng hơn và bạn sẽ ngủ nghỉ nhiều hơn, ăn uống nhiều hơn thì bạn mới có sức để bạn tập. Điều đó dẫn đến việc là bạn sẽ gia tăng và phát triển chiều cao hơn. Tất nhiên là sẽ có rất nhiều bài tập tác động vào cái vùng xương chân hoặc là cái xương thắt lưng để nó có thể bạn cao hơn. Mình sẽ dành video clip riêng và nói về vấn đề này nha. Nhưng mà một điều để bạn yên tâm là khi bạn tập luyện thể thao, bạn không thể lùn đi được. Tại vì bạn chỉ lùn đi một cái xương của bạn không năng trưởng. Nó hơi trái với ý nghĩa khoa học của thể thao, bởi vì khi bạn tập thể thao bạn kích thích vào vùng xương. Bạn chỉ lùn đi khi mà bạn không ngủ đủ giấc. Mà nếu mà bạn tập luyện mà bạn không ngủ đủ giấc thì đó là lỗi của bạn chứ không phải lỗi của do bài tập. Bạn chỉ lùn đi khi bạn ăn uống không đủ dinh dưỡng. Mà nếu bạn tập luyện mà bạn ăn uống không đủ dinh dưỡng thì đó là lỗi của bạn chứ không phải là lỗi của bài tập. Ok, rồi hy vọng bạn có thể tập tốt. Rồi chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo của bạn Huy Du là bài này thì có nên đeo miếng bảo vệ lưng, ý là không đeo miếng bảo vệ lưng thì có sao không, những bài trong clip tập vai á. Rồi, cái đai thắt lưng hay là cái miếng bảo vệ lưng khi bạn đeo vô đó nó có một cái áp lực, nó bó cơ bụng của bạn lại. Khi mà nó bó cơ bụng lại nó gia tăng một cái áp lực luồng không khí, nó bảo vệ nhóm cơ thắt lưng. Điều này mình khuyên các bạn là khi các bạn bắt đầu tập, các bạn cảm thấy hơi nặng thì các bạn nên đeo miếng bảo vệ lưng này nha. Nó rất cần thiết. Chúng ta có được một cái mức tạ như thế nào gọi là nặng, ví dụ như mình tính toán và mình đưa ra các bạn một con số để đơn giản, nghĩa là khi bạn tập ở cái mức tạ mà bắt đầu khoảng tầm 0,6 đến 0,8 trọng lượng cơ thể của bạn trở lên thì bạn nên đeo miếng đai bảo vệ lưng. Nó sẽ như thế nào, ví dụ như bạn nặng khoảng 70kg nhưng mà bạn cầm cục tạ khoảng 20kg mỗi bên thì nó cũng tương đương vào cỡ 0,6% tại 20kg, nghĩa là 4 hai cục hai bên là 40 so với 70kg là nó nhiều hơn 50% trọng lượng cơ thể của bạn, thì mình khuyên các bạn nên bắt đầu mang miếng bảo vệ lưng. Nhưng nếu mà khi mà bạn nặng tới 70kg mà bạn chỉ cầm cục tạ 10kg một bên thì cũng không nhất thiết phải mang miếng bảo vệ lưng. Đồng thời có trường hợp thứ hai, đó là bạn phải giữ đúng tư thế thì cơ lưng của bạn nó mới giữ ở vị trí cố định mà nó không bị tác động. Còn nếu mà cái tư thế của bạn sai thì cái lưng của bạn nó sẽ tác động rất là nhiều, kể cả khi bạn có mang miếng bảo vệ lưng hay không mang miếng bảo vệ lưng. Rồi, bạn có thể xem lại video clip của mình để biết được là cái tư thế của nó là như thế nào, là đúng hay là sai nha. Rồi, chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Trung là tập cầu vai vào buổi tập lưng hay là vào buổi tập vai thì tốt hơn vậy? Hai vấn đề này bạn hoàn toàn có thể đều tốt. Thật sự khi mà bạn tập cái nhóm cơ lưng nó cũng vào cơ cầu vai, đặc cơ là cầu vai là nhóm cơ đòn bẩy. Còn khi bạn tập vai nó cũng nhóm vào nhóm cơ cầu vai, thì nhóm cơ cầu vai cũng là nhóm cơ trung tâm đòn bẩy, nghĩa là bạn hoàn toàn có thể tập hai này, nó có tác động như nhau, trừ trong trường hợp là bạn sắp xếp cái lịch tập và sự tác động của nó nhiều như thế nào, hoặc là bạn tập kỹ thuật của vào của nhóm cơ đó nhiều như thế nào thì hiệu quả của nó sẽ khác nhau. Bạn hiểu ý mình nói không? Rồi, chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo.
Câu hỏi tiếp theo của bạn Hà Nguyễn Thụy đó là tập vai với tạ đơn ngồi với ghế mà không dựa vào ngồi thẳng luôn có ăn vào vai hơn không? Mình khuyên là các bạn khi tập tạ đơn với ghế bạn còn phải có một cái điểm dựa ra phía sau, nó sẽ an toàn và nó đảm bảo cái tính thăng bằng cho bạn hơn. Bởi vì khi mà bạn dựa ra sau bạn có thế thì bạn đẩy và cái lưng của bạn nó tránh cái việc bạn lắc lư hơn. Tại vì khi bạn mang một cái trọng lượng nặng, nếu bạn không dựa vào cái thắt lưng của bạn, nó phải gồng liên tục, nó giống như cái ngón tay, cái bàn tay của bạn vậy nè. Ví dụ như đây, mình dựa cái bắp tay vô đây thì nó dễ chịu hơn, còn nếu mà không á, nó cứ cái lưng của bạn á, nó cứ lắc lư hoài, bạn tốn sức, bạn tốn cái sức bạn gồng cái lưng là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là khi cái lưng của bạn nó gồng liên tục, nó mất sự tập trung, nó dẫn đến việc là bạn sẽ rất khó để bạn có thể thực hiện được mức tạ nặng. Đó là lý do tại sao cái ghế đẩy lưng người ta làm cái chỗ dựa chứ không phải là người ta người ta làm ở đó, người ta có lý do của người ta khi mà người ta làm ra cái chỗ dựa để các bạn có thể ngồi các bạn dựa vào. Vậy nên là hãy lựa chọn một cái góc độ khoảng 85 độ cho cái ghế đẩy lưng và dựa vào và đẩy, nó sẽ an toàn cho bạn, hiệu quả hơn khi bạn tập cái bài đẩy lưng. Khi bạn tập cái bài đẩy vai nha. Rồi chúng ta đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi cuối cùng của bạn Đức Nguyễn Minh đó là bạn bị đau ở cùi chỏ, lưng dưới, đầu gối khi tập do chấn thương, vậy làm sao để hết? Nếu mà bạn đau quá nhiều chỗ như vậy thì mình khuyên là các bạn nên đi gặp bác sĩ nha. Bởi vì là khi mà bạn bị đau quá nhiều chỗ như vậy trong quá trình tập luyện, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc là bạn bị đau. Trong đó, việc là bạn tập mức tạ quá nặng, tập sai tư thế và không có nghỉ ngơi dinh dưỡng phù hợp hay tập quá tải đều có thể dẫn đến việc bạn bị đau. Bạn nên đi gặp bác sĩ, tốt nhất là như vậy. Và bác sĩ sẽ khuyên bạn là nên nghỉ ngơi, nên sử dụng những cái loại thuốc phù hợp hoặc là dành cái khoảng thời gian điều trị thì điều đó sẽ tốt hơn cho bạn. Rồi. Và cái chương trình đầu tiên trong cái số hỏi đáp này thì mình đã trả lời rất nhiều câu hỏi của bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tiếp theo.